Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Huy sẽ phân tích cho các bạn về cái sự khác nhau giữa hai cái máy massage nhá. Đây là một cái máy massage trên thị trường được bán với cái giá đâu đấy là hôm đấy nhân sự mình mua nó 1,2 triệu thì phải, 1,2 triệu trên thị trường. Đấy, đây là một cái máy của Fujike nhá, của Fujike. Thì cái việc đầu tiên thì mọi người thường thường mọi người sẽ nhìn thấy nó giống nhau các bạn ạ. Thì giống nhau, cũng có củ massage ở trên, có chọc cái đầu chọc ở dưới đúng không? Giống nhau. Đó, nó khác nhau cái màu sắc thôi. Nhưng mọi người sẽ thấy này, cái việc đầu tiên nhá, đây này. Đây nhá, vừa mua ngày hôm kia đúng không, ship ngày hôm kia, mình hôm nay là lần đầu tiên mình dùng. Đây các bạn nhìn này ạ, đấy nó rất là lỏng lẻo. Đây các bạn nhìn này, không bao giờ lắc được luôn, không bao giờ lắc được luôn ạ, không lắc được luôn. Đấy là một cái. Thứ hai nữa, khi mình bật bật máy lên nhá, đây bây giờ mình sẽ để máy như này, bật lên cho mọi người xem này, ngửa lên hết nhá, cả hai máy đều ngửa nhá. Đây mình sẽ bật máy này lên, bật nhẹ lên hả. Đấy, đây nha, bên này bật lên nha. Đây, mình để ngửa lên mọi người thấy này. Cái đầu tiên là cái động tác massage nha. Cái này là cái mọi người phải thấy, bởi vì nếu không ấy thì nó sẽ có tình trạng là tiền mất tật mang đấy ạ. Cái này nó chỉ đơn giản là nó chỉ xoay xoay này thôi, xoay xoay này thôi. Như cái này đó ạ, nó bóp vòng ra ngoài, bóp vòng ra ngoài, bóp vào trong. Nó giống như tay mình đấy ạ, miết. Các bạn đi các cái trung tâm vật lý trị liệu, các bạn thấy không ạ? Họ đâu chỉ cầm cái này để bóp cái này đâu, đúng không ạ? Mà họ phải dùng ngón tay này, dùng cả cái phần phần lòng bàn tay này, họ miết dọc cái sống cái cơ cổ của mình như này đúng không ạ, chứ nó không chỉ bóp cái này đó. Thì cái này nó chỉ đơn thuần là bóp này thôi ạ. Đây, bóp vào như cái này bạn thấy không ạ, nó mở ra nó vào, nó mở ra nó vào. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa nhá, bây giờ tắt cái máy này đi, chúng ta sẽ nghe tiếng động rất là rõ của cái máy này nếu nhá vào tai. Đây nhá, bây giờ mình sẽ cầm hai cái mic này mình dí vào tai, dí vào cái này động cơ ạ. Đó, mọi người thấy không ạ? Nếu như mà bình thường ta để xa như này thì không nhìn thấy. Nếu như để xa này thì không nhìn thấy nhá. Nhưng nếu như để gần ấy, chúng ta đeo vào cổ này, nó áp vào tai này cực kỳ khó chịu luôn, cực kỳ khó chịu. Đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đấy, còn đây giờ mình sẽ bật cái này lên. Cái này đi, cái bật cái này, cái tiếng của cái máy này nó kêu to. Đây. Không có bất kỳ một tiếng động nào luôn các bạn ạ, không có bất kỳ một tiếng động nào luôn. Đó, có chăng nó chỉ là gì ạ? Có chăng nó chỉ là cái tiếng cái vải này, cái vải này nó cựa, nó massage vào cái phần vai gáy của mình thôi. Đấy, đấy là hai, đấy là cái vấn đề thứ ba, đúng không? Vấn đề thứ ba. Cái vấn đề thứ tư, đó là ngày hôm qua khi mà mình cho nhân sự test thì cái mẫu này dùng được 6 lần là hết pin ạ, là hết pin. Còn cái mẫu này với mình là test thực tế là dùng được 17 lần các bạn nhá. Dùng được 17 lần. Đó, mình cứ tính bình quân 15 lần thôi, 15 lần thôi ạ, là ok. Tức là cái dung lượng pin của cái này nó nhỏ, à cái này nó lớn gấp 2,5 lần cái mẫu này. Đấy, và cái điều thứ 5 là cái điều mà mình cần phải chia sẻ với mọi người nữa. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái nhiệt hồng ngoại. Cái mẫu này thì nó sẽ sử dụng cái đèn nha các bạn nhá. Rồi, bật lên. Bật cái này lên nó cứ ồn đi, chứ mình không muốn bật. Đây, cái đèn thế này này, chứ không phải là cái tấm da nhiệt bằng hồng ngoại và đèn như này, nó gọi là chiếu sáng thôi, nó bịp bợm thôi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa, đèn đỏ chưa, em quay gần đây, camera quay gần ở đây thấy chưa, đèn đỏ ạ, đúng không ạ? Cái đèn này để nóng thì bao giờ nó nóng, mà một chu kỳ cái này dùng được có 10 phút ạ, 10 phút không nóng được các bạn ạ. Còn cái sản phẩm này nó sẽ sử dụng cái tấm da nhiệt của nó bằng đây này, sờ lên là ấm rồi, sờ ấm luôn, là nó dùng cái tấm da nhiệt được bọc ở trong cái giấy bạc nhá, bọc trong giấy bạc để làm ấm cái khu vực này, làm ấm cái khu vực này đó. Và cái khác nhau của nó là mọi người thấy nhá, đầu tiên là cái cơ cấu massage nó khác. Cái cơ cấu massage của một ông là ông chỉ gọi là này, là một ông là ông xoay này, ông xoay này đúng không ạ? Đấy, cái nổi bật tiếp theo là cái dung lượng pin đúng không, cái này rất là quan trọng, bởi vì cái này là chúng ta có thể mang đi mà, chúng ta có thể để ở cơ quan, để ở trên ô tô mà. Thì cái này dùng được 15 lần, mình dùng 17 lần nhưng mình cứ tính 15 lần. Cái này dùng 6 lần là nhân sự của mình mua mới ngày hôm kia, ngày hôm qua cho bạn ấy test trực tiếp. Đấy. Và một cái điều rất là quan trọng đó chính là cái này sử dụng động cơ không chổi than, cho nên nó rất là êm ạ. Còn cái mẫu này sử dụng động cơ có chổi than cho nên là nó cứ ò ò ò. Cho nên là mọi người cứ bảo tại sao nó giống nhau mà nó lại khác nhau. À, mà nó lại khác nhau về giá, thì người Trung Quốc mà
thế là họ chả làm được các bạn, đúng không ạ? Một thậm chí là làm rẻ hơn này có thể họ vẫn làm được đấy. Xong mọi người sờ những cái chi tiết này, đúng không? Cái này nó này, nó mỏng manh như này, à, cái da của Fujike nó dày dặn như này, đúng không? Và đặc biệt cái này nó lòi tờ phoài cái này ra đấy, lòi tờ phoài cái đầu sạc ra, cái này là cố định ở đây, cố định ở đây. Cứ mỗi thứ người ta cắt bớt của bạn đi một chút, mỗi thứ cắt bớt đi một chút là bạn sẽ thấy nó khác biệt rồi. Đây là hộp nhá, hộp của nó đây, túi ni lông ạ, sách hướng dẫn sử dụng đây ạ, đúng không? Sách hướng dẫn sử dụng đây, và dây cáp sạc đây, đó hết nhá, hộp ở đây. Và đây là hộp máy massage của Fujike nha các bạn nhá. Cái túi của nó đâu các bạn? Nó sẽ bên trong nó sẽ có một túi vải để chúng ta đựng như này. Đây ạ, có một túi vải để chúng ta đựng như này ạ, một túi vải để chúng ta đựng cái này mang đi đến cơ quan hoặc mang đi đâu cũng được. Đó, có một sách hướng dẫn sử dụng bằng 3 thứ tiếng, 4 thứ tiếng, đó tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Đó, đây sản phẩm. Sản phẩm này không hề có tem phụ nha các bạn nhé. Đố các bạn biết sản xuất ở đâu ạ? Đố các bạn biết nhập khẩu ở đâu ạ? Đúng không? Không có một cái gì cả. Như đây các bạn đã nhìn thấy này, thông tin công ty đầy đủ đấy ạ. Thông tin công ty đầy đủ nhé, che cái này lại không có nó lên nó lại bóp. Đấy, thông tin công ty đầy đủ. Đó. Và đặc biệt đây này, tem phụ đây. Bạn thấy không? Hàng tất nhiên là khi bạn mua cái này thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn sản phẩm bình thường khoảng 10%, bởi vì làm sao? Bởi vì phải nộp thuế. Đấy, phải nộp thuế. Đấy, cho nên nó đắt hơn. Đấy, tem phụ đầy đủ. Cái này không có một cái gì cả. Mà cũng 1,2 triệu chứ, có phải rẻ đâu, 1,2 triệu. Đấy. Còn mấy cái loại mấy trăm thì mình không biết như nào vì là chắc là nó tệ lắm. Đấy, đây, cái này. Đó, có khi dùng thì mình có video hướng dẫn sử dụng rồi. Cho nên là qua cái video này mình muốn mọi người có một cái nhìn nó khách quan, nó công tâm hơn về những sản phẩm như này. Và khi mà chúng ta mua sản phẩm chính ngạch như này, chính hãng như này, thì một phần nào đó chúng ta cũng đóng góp vào cái sự phát triển đất nước thông qua việc đóng thuế, đúng không ạ? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta mua sản phẩm, những cái sản phẩm như này á, thì mọi người sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta mua cái này. Bởi vì nó có làm, nó có tác động gì vào sức khỏe mình đâu. À bây giờ nó không tác động vào sức khỏe của mình quá nhiều, cho nên là nó sẽ khác biệt. Đó mọi người nhá, còn video sau thì mình sẽ mở cái này ra để cho mọi người xem. Ok, chào mọi người, bye bye.